Thùy Nhung và Nhật Minh xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Vina Shop Home Shopping. Rất vui khi được trở lại với chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, chúng ta thường nghe nói đến rất là nhiều sản phẩm dùng để giúp cho da của chúng ta giữ được độ căng mịn, giống như là collagen drink nè, rồi collagen mask nè. Thế nhưng đôi khi chúng ta sử dụng tất cả những cái sản phẩm có tên gọi là collagen mà sao thấy da nó vẫn còn nhăn, hay là da nó vẫn còn chảy xệ. Quý vị có biết vì sao không? Bởi vì da của chúng ta không những chỉ cần có collagen mà chúng ta còn cần phải có một loại khác nữa là elastin để giúp cho chúng ta có được cái sự đàn hồi. Và có lẽ quý vị sẽ hỏi Thùy Nhung là elastin là gì? Ngày hôm nay Thùy Nhung cùng với Nhật Minh sẽ chia sẻ với quý vị những cái thông tin về sản phẩm Elastin Beauty cũng như là một cái cách làm sao để giữ cho mặt của chúng ta có được một cái V-shape. Giống như là những người diễn viên Hàn Quốc vậy đó. Thì Nhung nhắc tới khuôn mặt V-shape giống như diễn viên Hàn Quốc làm cho Nhật Minh thấy ham quá. Nhưng mà giống như dạng mặt của Nhật Minh là mặt tròn như vậy thì làm sao mà có thể làm để thành chữ V được ta? Thật ra thì Nhung nói vui vậy chứ thực ra là cái khuôn mặt mình tròn hay là dài hay là V-line, thưa quý vị, những cái đó là do một phần là cái khung xương mặt của mình rồi. Nhưng mà muốn thay đổi cái dạng mà từ tròn mà ra cái viên thì mình chắc phải là phải đi cắt xương thì nó rất là đau đớn Minh ơi. Cái đó thì Nhật Minh là chắc chắn là không muốn rồi đó. Thì đúng như vậy đó quý vị ơi. Có lẽ những gì mà thuộc về vẻ đẹp tự nhiên thì vẫn luôn được trân trọng và quý giá nhất. Nhưng mà phụ nữ ai mà phải không muốn làm đẹp với con thì Nhung. Cho nên việc sử dụng kem dưỡng da hàng ngày đã là một thói quen rất là tốt. Nếu như chúng ta có biết cách để mà cung cấp thêm chất dinh dưỡng từ bên trong nữa, như hồi nãy thì Nhung có nhắc đến cái chất elastin, thì có thể là giúp cho việc giữ gìn làn da của mình, giữ gìn độ đàn hồi của làn da của mình tốt hơn nữa. Và thì Nhung có thể giúp quý khán thính giả hiểu biết hơn về cái chất elastin có nghĩa là gì không? Vâng, thưa quý vị, elastin cùng với collagen có trong cái cấu tạo kết hợp của da. Nó là một loại chất đạm, có thể nói nó có một cái tính co giãn rất là tốt. Mà chúng ta có thể so sánh những cái loại elastin này nó giống như là cao su vậy đó thưa quý vị, là nó có thể co giãn. Và elastin đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong việc làm nên sự mềm mại cũng như là tính đàn hồi của làn da mình. Nói một cách đơn giản hơn, nếu như mà trong làn da của chúng ta thiếu đi cái elastin này thì da sẽ thiếu đi cái độ đàn hồi. Da khi mà chúng ta làm như vậy nè, nó co giãn rồi nó không có trở lại được cái trạng thái cũ nữa, thì cứ nhiều cái lâu ngày thì cái da của mình nó sẽ xuất hiện những cái nếp nhăn. Và cái lý do những cái nếp nhăn mà mình khó, những cái nếp nhăn ở đây nè, rồi ở trên trán chẳng hạn, thì đây là những cái tình trạng mà do cái da của mình nó càng lớn nên thiếu đi cái độ đàn hồi thì nó sẽ làm cho cái da nó bị có nhiều nếp nhăn. Đồng thời chúng ta cũng sẽ thấy được cái tình trạng làn da bị chảy xệ ở hai cái vùng má mình, nó chảy xuống như vậy nè. Có lẽ là rất ít người nhắc đến elastin và cũng không có nhiều người chú trọng và quan tâm tới cái sự quan trọng của elastin đối với cái làn da của mình. Chắc chắn quý vị sẽ thắc mắc là elastin và collagen có giống nhau hay không? Quý vị thân mến, elastin là cái cầu nối giữa các nguyên tử collagen với nhau. Collagen sẽ giúp cho làn da của mình thêm căng mịn, nhưng mà để nó phát huy được công dụng và giúp cho da được đàn hồi, không bị nhăn thì phải cần thêm có sự trợ giúp của elastin. Nhật Minh lấy một cái ví dụ đơn giản thôi nhé. Thì ở đây á, Nhật Minh có thể cho quý vị xem là những cái sợi dây mà màu vàng ở đây, tức là những cái sợi dây collagen, và chúng đang xen với nhau để cho giữ cho da được luôn căng mịn. Nếu mà da mình mà bị ít đi những cái sợi collagen này á, thì da sẽ bị khô cằn và sẽ không có được mịn màng. Nhưng mà để cho các sợi dây này mà lại liên kết tốt với nhau thì phải có những cái chỗ nối màu hồng ở đây, tức là elastin. Thì quý vị có thể nhìn thấy là elastin nó giúp cho những cái sợi dây collagen được dính với nhau hơn và để giúp cho da luôn bị căng, da không bị chảy xệ và sẽ giảm đi những cái nếp nhăn. Đúng rồi đó thưa quý vị. Có một cái điều khác mà quý vị cũng cần biết, đó chính là dù cho phụ nữ ở một cái độ tuổi nào, dù là cái độ tuổi mà 20, da có căng tràn sức sống và xinh đẹp như Nhật Minh đây, thì cũng nên cần phải cung cấp thêm những cái chất collagen và elastin. Bởi vì sao thưa quý vị? Bởi vì sau 20 tuổi thì cái sự hình thành elastin sẽ bắt đầu giảm đi rất là nhiều.
cho đến khi mà chúng ta đến 40 tuổi thì da nó sẽ bị lão hóa đi một cách đột ngột hơn nữa, vì cái sự hình thành elastin lúc này nó giảm đi đến phân nửa thưa quý vị. Và như Nhật Minh đã giải thích với quý vị đó, những cái lời collagen không có được kết nối bởi những cái elastin thì cái da của chúng ta sẽ thấy nó bị nhăn đi nhiều hơn. Đó là cái lý do mà khi mà mình ở cái độ tuổi 40 trở đi, tự nhiên cái mình thấy cái da của mình nó thiếu sức sống hơn, và cái tình trạng mà bị sệ ở hai bên má này sẽ thấy đi rất là rõ rệt. Và thưa quý vị, Vinashop ngày hôm nay xin giới thiệu với quý vị một sản phẩm mới có tên là Elastin Beauty của công ty Umeken Nhật Bản. Công ty Umeken là một công ty chuyên sản xuất các dược thảo và các sản phẩm làm đẹp cho quý chị em phụ nữ theo công thức cổ truyền của Nhật Bản và có trong lịch sử sản xuất từ năm 1947 đến nay. Và công ty Umeken đã có hàng ngàn sản phẩm thuốc bổ, chất dinh dưỡng được bán trên toàn cầu và được hàng triệu người tin dùng. Sản phẩm Elastin Beauty này được Made in Japan và bao gồm 4 thành phần quan trọng. Thưa quý vị, đây, thứ nhất đó là chất elastin. Như nãy giờ thì Nhung và Nhật Minh có nói đến, thì chất elastin này cung cấp chất dinh dưỡng từ bên trong cho da, nâng cao độ đàn hồi cho da. Và chất thứ hai đó là collagen. Elastin Beauty được sử dụng collagen từ một cái loại cá cao cấp, giúp cho da hấp thụ nhanh và tạo nên hiệu quả căng da tốt hơn. Thành phần thứ ba của trong cái sản phẩm Elastin Beauty này chính là hyaluronic acid, và cung cấp nước cho da, tăng sức giữ ẩm và làm cho da luôn được mịn màng. Và cuối cùng đó là vitamin C, giúp cho da hoạt động tốt hơn và giúp cho da chống nhăn. Elastin Beauty 4 chất bổ trong một sản phẩm này đó là tất cả những gì mà phụ nữ cần để giữ mãi vẻ đẹp tuổi 20. Vâng, nghe đến vẻ đẹp tuổi 20 thì ai cũng ham cả. Rất đơn giản thôi nha quý vị. Quý vị hãy giữ vẻ đẹp của mình bằng cách là mỗi ngày quý vị uống 2 cái gói nhỏ như thế này. Trong một gói nhỏ này có chứa cái loại bột mà có thể hòa tan trong nước rất là dễ dàng. Mỗi ngày quý vị chỉ có thể hòa tan 2 gói như thế này. Và thưa quý vị, trong cái loại bột này nó có cái mùi vị làm hương chanh và dâu rất là thơm như thế này. Mùi quý vị như thế nào thì Nhung có dễ uống hay nó không? Rất là dễ uống thưa quý vị. Quý vị có biết không, thưa Nhung á, khuyên quý vị không phải là chỉ có người lớn tuổi mới bắt đầu mà giữ gìn da hay là cần phải nạp thêm những cái loại collagen hay là elastin này, mà ngay khi quý vị còn trẻ thì quý vị cũng nên sử dụng những cái loại này, thì về lâu về dài thì cái làn da của chúng ta sẽ không có bị lão hóa. Mỗi ngày chúng ta sử dụng nó để cho chúng ta có thể có được vẻ đẹp tốt hơn. Nếu quý vị không tin Thùy Nhung thì quý vị có thể đứng soi gương thử ha. Nếu mà nhìn vào gương bây giờ của mình, quý vị có thể so sánh da của bạn bây giờ với 5 năm về trước, không biết là quý vị có tự tin là cái da của mình nó vẫn như vậy trong vòng 5 năm hay không. Chứ Thùy Nhung thì Thùy Nhung thấy 5 năm có qua là Nhật Minh cũng không vậy, không nó, được nó như thay vậy đổi đâu. Rất là nhiều. Đúng rồi. Còn với những phụ nữ mà chúng ta thấy da của mình đã bắt đầu bị quá nhăn và không có còn cảm giác căng mịn nữa, thì Thùy Nhung xin quý vị hãy thử sử dụng ngay sản phẩm Elastin Beauty này nhé. Trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn, quý vị sẽ thấy cái làn da của mình nó tươi trẻ hơn, ngày một đáng mịn hơn. Chỉ với một cái gói nhỏ này thôi nha quý vị, là chúng ta đã có thể cung cấp đầy đủ tất cả các thành phần quan trọng cho làn da của mình, như là elastin nè, collagen nè, nước và cũng như là vitamin C. Thật là tiện dụng quá phải không Thùy Nhung? Và quý vị ơi, trên khuôn mặt của chúng ta, ngoài các nếp nhăn làm cho da mình bị mất đẹp đi, thì Nhật Minh thấy có một cái vấn đề mà nhiều chị em phụ nữ cũng hay mắc phải, và có lẽ chính Nhật Minh cũng có, đó là hai bên vùng má dễ bị chảy xệ, hoặc là mình có cái vùng mỡ cằm ở dưới dưới cằm ở đây. Thì Vinashop đang có một cái sản phẩm này rất là thú vị, sẽ cùng giới thiệu với chị em phụ nữ. Đây là sản phẩm V-Lifting, đó là mặt nạ dưỡng da V-Lifting. Loại mặt nạ này đặc biệt được tạo ra để chuyên giúp để cho hai vùng má và cằm được săn chắc và thon gọn hơn chỉ sau 4 tuần sử dụng, mà không cần sử dụng đến dao kéo. Vâng, thưa quý vị, có rất là nhiều người tìm đến giải phẫu thẩm mỹ để cắt đi hai cái cằm của mình để cho ra thành ra cái chữ V-Lifting ở ngay chỗ này. Nhưng mà thưa quý vị, sản phẩm V-Lifting này khi mà chúng tôi tìm kiếm ra được
cảm thấy rất là vui vì có lẽ tất cả các chị em phụ nữ ai cũng cần đến cả. Và sản phẩm này thưa quý vị được làm từ công ty có tên gọi là Covax của Hàn Quốc, và đây là một cái công ty rất là thành công trong việc sản xuất ra các sản phẩm miếng dán làm tan mỡ thừa trên cơ thể mà đã có lần Thùy Nhung giới thiệu đến quý vị. Sản phẩm V-Lifting này là một trong những cái trào lưu rất là mới ở tại Hàn Quốc, có những cái loại mặt nạ như thế này để giúp cho chúng ta có thể lấy lại được cái độ căng mịn và cái hai vùng bên má của mình nó sẽ được nâng lên một cách tự nhiên. Và thưa quý vị, để bây giờ Thùy Nhung sẽ lấy ra một cái miếng mặt nạ để có thể làm thử cho quý vị xem nhé. Thưa quý vị, loại mặt nạ này nó là sự kết hợp làm từ gel và một cái loại vải cao cấp để có thể co giãn được. Như quý vị thấy đây là bề mặt vải ở bên ngoài. Khi mà quý vị sử dụng thì mình chỉ cần tháo cái miếng dán ở phía đằng sau như thế này ra. Wow. Ok. Và phía mặt sau như thế này nó là gel, và bề mặt gel này có chứa rất là nhiều cái loại hợp chất, những cái loại dược thảo thiên nhiên, và đặc biệt nhất là hai cái thành phần chính làm nên cái mặt nạ V-Lift này là thành phần chiết xuất từ chất nhờn của ốc sên và chiết xuất từ rễ của nhân sâm núi. Hai cái thành phần này sẽ giúp cho da của chúng ta được sáng hơn, được mịn hơn và được căng hơn. Bây giờ thì Thùy Nhung sẽ thử làm cái này cho mọi người xem nhé. Nó rất là, cái chất kết dính nó rất là mạnh phải không? Rất là dễ dàng mà quý vị có thể mang lên mặt. Thoải mái không Thùy Nhung? Rất là mát Thùy Nhật Minh. Công nghệ sản xuất gel mask này thưa quý vị, để dùng áp lên mặt, cái sản phẩm này nó rất là có độ dính rất là tốt, và đặc biệt là sản phẩm này rất là khô ráo, không có dễ bị chảy nước lung tung như là các loại sản phẩm mask thông thường khác. Và công nghệ gel mask sẽ đem lại cho quý vị một cảm giác mát lạnh mềm mại khi chúng ta đắp lên mặt. Những chất bổ sẽ thấm sâu hơn vào da thông qua cái lớp gel này và sẽ tan chảy thấm sâu vào lỗ chân lông. Và quý vị biết không, cái công nghệ gel được kiểm nghiệm đã rất là lâu đời rồi và đã chứng minh là nó có thể giúp cho những cái chất bổ thấm sâu vào da gấp 5 lần so với các loại mặt nạ thông thường. Vâng, đúng như Nhật Minh vừa nói đến thưa quý vị, trong uống ngoài thoa, lâu lâu thì cũng nên sử dụng những cái loại mặt nạ dưỡng da như thế này. Và đặc biệt với cái loại mặt nạ dưỡng da V-Lift này thì nó sẽ giúp cho quý vị căng da và cũng đồng thời là cung cấp thêm độ ẩm cho da của mình. Với Nhung á, thì những cái loại mặt nạ như thế này nó giống như là một cái vị cứu tinh trong cuộc sống hàng ngày của mình để mình làm đẹp. Những cái loại mặt nạ như thế này không thể thiếu trong cái tủ mà đồ làm đẹp của Thùy Nhung được. Lúc nào mà Thùy Nhung cảm thấy cái da của mình nó không có được khỏe mạnh thì Thùy Nhung phải đắp mask thôi. Tuy nhiên không phải là lúc nào mình cũng ỷ y vào những cái loại này rồi quên đi ăn uống hay là cung cấp thêm những cái loại vitamin cần thiết cho cơ thể của mình. Quý vị ăn nhiều rau xanh, uống nhiều nước và có thêm nhiều trái cây trong người của mình thì da của mình nó cũng sẽ đẹp hơn nhiều lắm thưa quý vị. Vâng thưa quý vị, sản phẩm Elastin xuất xứ từ Nhật Bản và sản phẩm mặt nạ V-Lifting từ Hàn Quốc là hai sản phẩm xuất xứ từ hai đất nước đứng đầu trong các công nghệ sản xuất các mỹ phẩm làm đẹp cho chị em phụ nữ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng làm đẹp để giống như những chị em phụ nữ Nhật Bản và Hàn Quốc cùng với hai sản phẩm Elastin Beauty và mặt nạ dưỡng da V-Lifting nhé. Quý vị, nếu như chúng ta muốn đẹp một cách tự nhiên thì chúng ta phải cố gắng giữ gìn nó mỗi ngày. Việc làm đẹp á, nó không có phải là một sớm một chiều được, không thể nào là uống cái này một buổi tối rồi đắp cái này một buổi tối sáng ra mình trở nên đẹp được. Một làn da đẹp và khỏe mạnh thì chúng ta dĩ nhiên sẽ cảm thấy cũng được tự tin hơn và yêu đời hơn. Nhưng mà quý vị phải cố gắng dành thời gian để chăm sóc da của mình nha quý vị. Nếu như da của quý vị có đang bị nhăn hay là bắt đầu hết đi cái sự căng mịn thì quý vị không cần lo nữa, vì bây giờ đã có hai sản phẩm có thể đem tới quý vị vẻ đẹp tự nhiên vốn có. Quý vị sẽ thấy mình trở nên đẹp đẽ và da hồng hào căng mịn đến không ngờ. Mọi chi tiết thắc mắc về hai sản phẩm này xin quý vị hãy gọi cho Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888. Và đến đây thì Nhật Minh và Thùy Nhung cũng xin kính chào quý vị. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp quý vị vào chương trình kỳ sau nhé.